phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời Nam Mô Bốn Sư Thích Ca Ni Phật tác đại chứng minh Như mỗi tối thứ ba hàng tuần, lúc 8 giờ chúng ta đến với nội dung Kinh Đại Bác Niết Bàn Hôm nay mời các vị lắng nghe phần tiếp theo Phẩm Tứ Đảo trong Kinh Đại Bác Niết Bàn Nội dung kinh văn tiếp theo như sau, mời đại chúng cùng lắng nghe nếu ta nói rằng như lai là thường sao lại nhập nơi niết bàn nếu nói như lai chỉnh phải là khổ sao lại bỏ thân mà diệt độ bởi ở trong vui tưởng cho là khổ nên gọi đó là điên đảo các điều tưởng lầm như trên gọi là sự điên đảo thứ nhất Chúng ta thử phân tích một chút xem. Nếu chúng ta cho rằng Như Lai là thường, thì tại sao mà Đức Thế Tôn của chúng ta lại nhập Niết Bàn ở tại rừng Ta La Sông Thọ? Còn nếu như cho rằng đã chứng được thân Như Lai, ở trong ấy hoàn toàn không có khổ, thì sao Đức Như Lai lại không trường thường trụ ở đời, mà lại phải đi vào trong diệt độ? tất cả hai lý luận này đều đều khiến cho chúng ta sinh tâm nghi hoặc ở trong chánh pháp của Như Lai. Trong pháp sự khoa nghi Đức Từ Tứ Tăng Thống Huyền Quang ngài có viết một câu rất hay. Sanh mà không sanh, Thích Ca Thế Tôn song lâm nhập diệt. Diệt mà không diệt, Đạt Ma sư tổ quấy dép về tay. Chúng ta hiểu đạo lý này như thế nào thưa lập quý vị? Đức Như Lai được gọi là đấng bất sanh bất diệt, đấng vô sanh, vô khứ vô lai. Nhưng tại sao Ngài lại niết bàn ở rừng Ta La sông Thọ mà chúng ta gọi là sanh mà không sanh? Như Lai Thế Tôn, Như Lai Thích Ca, sông Lâm nhập diệt. Còn Đức Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã diệt độ bỏ vào ở trong hùm đã chôn xong nhưng tại sao người ta thấy ngài quấy một chiếc giày đi về phương tây gọi là diệt mà không diệt đạt ma sư tổ quấy dép về tây cảnh giới tự tại giải thoát của phật và tổ làm sao chúng ta có thể đem trí năng phạm tình mà có thể suy lường cho được vì vậy cho nên nếu như ai dụng tâm suy lường cảnh giới của Phật, cảnh giới của Tổ thì chúng ta chỉ chuốc lấy điên đảo mà thôi. Tâm chúng ta đang ở trong vọng tưởng hàng ngày. Làm sao chúng ta có thể nhìn thấy những bậc kiến tánh ở trong tâm thường trú bất diệt? Vậy thì chúng ta có lý luận rằng Như Lai là, là thường. Đã là thường thì sao lại Niết Bàn? Cho nên chúng ta lập tức sinh điên đảo còn nói, nếu, nếu Như Lai là chánh khổ, tức là luôn an vui, luôn an vui tại sao không sống mãi như vậy mà lại bỏ thân diệt độ? Bởi ở trong vui cho là khổ, ở trong khổ cho là vui, tâm chúng ta điên đảo ở trong đó, đó chính là vọng tưởng sai lầm cho nên gọi là điên đảo thứ nhất. Ở trong cuộc sống hàng ngày từ cơ sở này mà chúng ta suy luận ra, chúng ta học kinh giáo của Như Lai chúng ta sinh tâm mệt mỏi giả khổ nhập còn chúng ta tìm kiếm thú vui lạc thú tiền trần thì chúng ta lại say đếm không ngừng nghỉ trong khi những thú vui lạc thú ở cuộc đời này nó làm tâm chúng ta càng say đắm càng đọa dày hơn sâu hơn ở trong luân hồi và chúng ta chuốc lá vô lượng khổ đau và đời sống này đã trải qua biết bao nhiêu kiếp tới ngày hôm nay mà Thế Tôn thường nói rằng Trong luân hồi sanh tử dài lâu, nước mắt khổ đau của các ngươi đã rơi xuống nhiều hơn nước biển đại dương Biết như vậy, hiểu như vậy, nhưng tại sao chúng ta lại không phát tâm giống mạnh hơn, tinh tấn hơn Chúng ta lại gửi thân tâm của mình vào ở trong cái kiếp sống vọng tưởng điên đảo một cách say đắm còn ở trong giáo pháp giác ngộ như lai thì chúng ta lại không có quyết tâm cần cầu như vậy thì làm sao chúng ta có thể đạt đến chỗ giác ngộ giải thoát? Cho nên cái kiếp khổ nó luôn đều mang tâm chúng ta là phải rồi. Thưa lực quý vị, chúng ta suy nghĩ như thế nào à, về về cảnh giới của người tu tập? Chúng ta thường hãy đem nhãn quan ứng xử của thế gian để chúng ta nhận định sự ứng xử hợp lý hoặc không hợp lý của của người tu tập. Nhưng chúng ta hãy thử là một người tu Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy vấn đề nó khác Chúng ta hãy thử mang trách nhiệm trên vai của mình Chúng ta sẽ thấy vấn đề nó khác Và chúng ta ở trong những cái cảnh giới giác ngộ siêu việt hơn Thì tất nhiên tư duy của chúng ta cũng khác vì vậy cho nên Thế Tôn nói người ở trong sơ thiền sẽ có kiến giải của sơ thiền. Ở trong nhị thiền thì tâm ý thức sẽ hoạt động trong cảnh giới của nhị thiền hai tầng bậc khác nhau tất nhiên kiến giải luận lý hoàn toàn sẽ khác nhau. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta càng truy tìm cảnh giới của Phật và Tổ chúng ta cứ chút lấy điên đảo mà thôi nhầm lẫn vui là khổ khổ là vui đây chính là nghiệp phạm phu của chúng ta. Cho nên chúng ta bị mắc lỗi điên đảo số 1. <laughs> điên đảo số 2 được nhắc tới đó là gì? Mời đại chúng lấy nghe. Kinh văn nói rằng Vô thường tướng là thường, thường tướng là vô thường đây gọi là điên đảo số 2 vô thường chỉ chỉnh tu pháp không câu này chúng ta đọc qua có hiểu được không chữ chí ở đây rõ ràng trong nguyên nghĩa là chữ hán chưa được dịch sang tiếng việt chí đây chính là đình chí là dừng chí là ngưng lại vì quan niệm vô thường vì cho rằng vô thường cho nên không cần thiết gì phải tu tập pháp không. Vì sao? Bởi vì tất cả rồi sẽ vô thường, tất cả sẽ trở về con số không, các bụi trở về với các bụi. Việc gì mà chúng ta phải quán chiếu tu tập để làm gì cho nhập thân? Suy nghĩ như vậy là một lối suy nghĩ điên đảo. Nếu như chúng ta không học, không giải thích câu này, thì chúng ta đặt nguyên một câu vô thường chí chẳng tu pháp không? Chúng ta sẽ sẽ ngớ ngẩn, khó mà hiểu được câu này ý muốn nói gì. Đây là là phần dịch hơi tối nghĩa. Có lẽ rằng quý ngài ngày xưa đọc như vậy các ngài hiếu một cách tự nhiên. Còn chúng ta ngôn ngữ bây giờ hiếu cách khác. Cho nên chúng ta thấy nó tối nghĩa. Và vì chính tu pháp không cho nên không có tích lũy được phước đức. Mà trong tâm chấp chấp gì? chấp trước ở trong trong thời gian pháp một khi tâm càng chấp ở trong số thế gian Pháp sâu nặng thì tâm nó bị nhiễm đắm ở trong đó càng dày chất. Và một khi sâu nặng dày chất diễn ra ở trong tâm như vậy, bởi vậy cho nên mạng sống của chúng ta càng ngày càng ngắn ngủi dần dần đi. Và vì chẳng thu Pháp không nên thọ mạng ngắn ngủi Đó là nguyên nhân ai tu quán tất cả các Pháp như huyển tâm thanh thản tự tại nhẹ nhàng do vậy mà không tạo những cái nghiệp đọa lạc ở trong thời gian vì vậy mà túi thọ càng kéo dài ra chúng ta đọc ở trong a hàm chúng ta vẫn thấy cũng vậy có người hỏi thế tôn rằng làm sao chúng con tu tập để thành tựu an lạc làm sao chúng con tu tập để túi thọ chúng con được kéo dài hoặc giả những thiên chúng sinh ở trường thọ thiên cảnh giới đó nhân nào duyên nào để thành tựu thời tồn có hướng tới pháp tu quán không ở trong pháp tu quán không này á làm cho thọ mạng chúng ta kéo dài nếu có người nào cho rằng tránh tu pháp không tịch thời đặng trương thọ quan điểm đó gọi là điên đạo à khiến được một điều rằng nếu có người nào cho rằng tu không cần tu cái pháp không tịch mà có thể được trường thọ Quan điểm đó hoàn toàn là sai với nguyên lý tự nhiên, cho nên gọi là điên đảo. Đây là sự điên đảo thứ hai. Điên đảo thứ hai này chúng ta luận về thường và vô thường. Có người tìm thuốc trường sinh bất tử như Tần Thí Hoàng. Sau khi tóm thâu lục quốc, ông sợ mình sẽ bị bị chết đi và cơ nghiệp ngàn năm dạng lý trường thành của ông sụp đổ. Vì vậy cho nên ông sắc lệnh trong toàn thiên hạ để cầu thuốc trường sinh bất tử. Cho dầu ông cầu chừng nào đi nữa, nhưng ông cũng chỉ có chết lúc ông 54 tuổi mà thôi. Những điều như vậy không bao giờ có thời gian. Vì vậy cho nên Thế Tôn có nói, này A Nan, đất ở trên tay của chúng ta, đất trên tay của ta so với đất trên quả địa cầu như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, đất trên tay của ngài rất là ít, làm sao có thể so được trên đất trên qua địa cầu. Thế Tôn nói rằng trong khi vạn vật đều vô thường, nếu như có một vật nhỏ nào chút xíu như đất ở trên tay của ta mà không bị vô thường, không vô thường thì vĩnh viễn không ai có thể tu tập thành lập được phạm hạnh. Hay nói cách khác, không ai có thể thoát cái kiếp phàm phu mà chứng được thánh quả. Đủ Thái rằng tất cả đều vô thường. Nhưng may thay nhờ vô thường mà chúng ta có thể chuyển hóa từ sai thành đúng, từ phàm thành thánh, từ khổ sang vui. Nhờ sự dịch chuyển, nhờ sự biến đổi mà chúng ta nương theo sự biến đổi dịch chuyển ấy để chúng ta thành tựu đạo nghiệp của mình. Thứ hối và ăn vật được bất động thì làm sao chúng ta có thể giải thoát được khổ đau? Khổ thì khổ mãi, buồn thì buồn mãi, già thì già mãi, trẻ thì trẻ mãi, dân vật trở thành cội chết rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy tuy rằng Pháp là vô thường, Pháp hữu vi là vô thường như vậy, nhưng ở trong đó nó chứa đựng nó chứa đựng một cái năng lực viễn ly. Nếu chúng ta biết nương theo đó, quán chiếu, thì tâm chúng ta cũng có thể viễn ly tất cả chi phối của nó. Vấn đề ở đây là chúng ta không nên nhầm lẫn pháp thường và pháp vô thường. Có người cho rằng thân của chúng ta là vô thường bởi vì nó cấu trúc từ từ bốn từ đại hủy hoại theo năm tháng, <laughs> còn tâm chúng ta là một tiểu ngã sau khi chết rồi, nó sẽ hòa nhập với đại ngã nếu như tu tập đúng hướng. Cho nên đại ngã kia là một cái gì đó gọi là thường trú bất diệt. Còn tiếu ngã đây là sanh diệt ở trong cái tâm này, trong thân này. Cách nghĩ như vậy là một cách nghĩ điên đảo. Thực ra không có không có một tiếu ngã mà hòa nhập với đại ngã. Đây là quan điểm lịch lạc của ngoại đạo đương thời. Thế Tôn chỉ nhắc tới vạn pháp từ duyên khởi và tâm chúng ta an trú trong cảnh vô sanh bất diệt. Cảnh này gọi là cảnh niết bàn tịch chiếu ở trong niết bàn tịch chiếu tâm chúng ta không còn tái sanh hễ tâm chưa ngừng kiếp sống tái sanh thì tất nhiên phải ở trong sanh tử luân hồi phải thọ khổ vô lượng thì trên trên cơ sở đó trên quan điểm đó chúng ta không có nhầm lẫn đâu là thường đâu là vô thường và chúng ta như vậy đã thành tựu chánh kiến còn nếu không thì chúng ta sẽ bị điên đảo thứ hai chi phối Mời các vị lắng nghe cảnh điên đảo thứ ba được nhắc tới ở trong phẩm tứ đảo này. Vô, vô ngã tướng là ngã, ngã tướng là vô ngã, đây là điên đảo. Và chúng ta biết đây chính là điên đảo thứ ba được nhắc tới trong kinh này. Vô ngã tướng là ngã nghĩa là gì? Thân của chúng ta được hình thành từ bốn đại ngũ uẩn giả hợp mà thành. Nhưng chúng ta không có thấy rằng nó là vật vô thường, không có một tự ngã bất biến. Hình thành của nó là tổ hợp của thức biến. Chúng ta không nhận ra điều này. Chúng ta không thấy thân mình đang tồn tại là thân thức tụ. Thức chúng ta được phước của con người tụ vào thân của con người, nhưng cũng là một cái kiếp sống vọng thức mà thôi. Chúng ta không nhận ra điều này. Chúng ta cứ nghĩ rằng thân của mình có một chơn ngã, ở trong đó hoặc là ngã ở trong đó hoặc là thân này chính là ngã đó rồi chúng ta làm tất cả mọi việc đó phục vụ cho tự ngã này trái với tự ngã chúng ta buồn đau bỏ xuống một điều chúng ta khổ não thì làm sao chúng ta có được an lạc hạnh phúc chiêm nghiệm sâu xa những điều này thưa lời quý vị không có dễ dàng gì bỏ được nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điển ưng tác như thị quán quán tất cả các pháp hữu vi như mộng như khuyến, như bào như ảnh quán như vậy như vậy chúng ta có thể là đắc được chân lý tức là chúng ta đã hiểu được dạng vật vô thường và không có một tự ngã bất biến nếu như đã không có một tự ngã bất biến thì cái gì là ta cái gì là của ta nếu như là của ta tại sao không trường cứu mà phải bị vô thường hủy hoại nếu như là ta thì tại sao không bất di bất dịch mà vẫn phải đầu thai trong sanh tử? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng thân của chúng ta không có một tự ngã bất biến, nhưng chúng ta nhầm lẫn và chúng ta tưởng rằng đó là một tự ngã. Nếu chúng ta giác ngộ chân lý này thì đau khổ nó bám trụ vào đâu? Chiêm nghiệm như vậy thôi không dễ dàng chứng đắc khó, dễ dàng, khó mà mà chứng đắc. Chứng đắc không dễ dàng chút nào. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng còn ngã tướng là vô ngã. Ngã tướng là vô ngã nghĩa là sao? Ngã đó chính là ngã tuyệt đối. Chân ngã tuyệt đối là một cảnh giới mà sau khi chúng ta đã ra khỏi cái phàm tình điên đảo này mới thở nhập được chân ngã tuyệt đối. Chân ngã tuyệt đối nó giống như là nó giống như là một bầu trời trong lành mà hiện hữu của chúng ta ở đây như áng mây à, gọi là phù vân trôi nổi giữa bầu trời, chợt như chợt tụ chợt tán bất thường. Cái thân mà tụ tán bất thường này chính là thân vô thường, nó không nó là vật vô ngã. Còn chân ngã tuyệt đối là khoảng trong lạnh trùm khắp pháp giới kia, cho nên giờ đây chúng ta chỉ có ngừng lại tất cả vọng tưởng thế nhập chân lý và siêu việt tất cả à, tất cả vọng tưởng sinh diệt thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể đi vào trong cảnh chân ngã tuyệt đối này điều này nói thì dễ chứ làm không có dễ dàng chút nào chúng ta hãy cùng nhau chiêm nghiệm hãy cùng nhau an trú tâm cùng nhau giữ năm giác quan của mình cẩn thận thật là cẩn thận nếu không chúng ta chỉ cần thiếu cảnh giác thiếu chánh niệm thì năm căn sẽ nhập vào trong năm trần một khi kinh mà nhập vào trong năm trần thì vọng thức bắt đầu chằng chịt đang xen khởi lên và chúng ta rơi vào trong thiên la địa võng tâm của chúng ta không còn biết mình là ai nữa người đời cũng nói có ngã trong phật pháp cũng nói có ngã đó là một luận lý mà chúng ta cẩn thận các giáo phái nhất là ni kiền tử cho rằng một chân một gì một tự ngã như là là một tự ngã một đại ngã bao trùm cả vũ trụ ở trong các giáo phái đó họ nghĩ như vậy nhưng mà chúng ta thấy rằng người đời cho dầu nó có ngã nhưng họ không thấy ở trong ngã đó là gì là biểu hiện của phật tánh mà họ cho rằng một tự ngã kia là một tự ngã thường trú nó có nghĩa là gì nó có nghĩa rằng là ảo tưởng hình thành ra chứ không có tánh giác sôi chiếu như là như là sự giác ngộ của Phật tánh. Đây gọi là gì? Là nơi vô ngã mà tưởng là ngã, gọi đó là điên đảo. Ở trong thế giới hiện tượng là khuyến giả mà chúng ta cố dùng tất cả mọi hiện tượng để miêu tả có một hiện tượng siêu việt nào đó đang tồn tại, đó là chân ngã, đó là điều sai lầm. Bởi vì bất cứ cái gì còn nằm trong hiện tượng đều là hữu vi, hữu vi đều là vô thường, đều là vô ngã. Cảnh giới mà Đức Phật chứng đắc là cảnh giới siêu việt ngôn ngữ, bởi vậy cho nên thế Thôn ngày xưa khi mới thành đạo, ngài nói rằng cảnh giới chứng đắc của ta, những gì ta thấy biết nó siêu việt khối ngôn ngữ thì làm sao mà chúng sinh có thể cảm nhận được. Cho nên tâm của ngài đi vào trong chỗ à, trong cái chỗ là là an trú trong cái chỗ là là gọi là 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 là, là gọi là thụ động không có muốn thuyết pháp bởi vì sao bởi vì đại đa số hữu tình chúng ta đều trôi lên ở trong năm dục và đời sống chúng ta cảm thọ hạnh phúc từ trong thế giới năm dục này còn cảnh giới giác ngộ của Phật là một cảnh giới siêu việt khỏi ngôn ngữ vậy thì chỉ khi nào chúng ta như chúng ta tịch lệnh tất cả mọi vọng tưởng điên đảo thì lúc bây giờ Cảnh giới này chúng ta may ra mới có thể bước tới được. Và con đường của nó đầu tiên vẫn phải là ly dục ly ác bất thiện pháp. Rồi xả ly vọng tưởng, rồi xả ly cái tâm tham đắm ở trong thiền. Hoặc là tâm nhiễm hỷ, đi tìm kiếm thú vui, vui chỗ này, cảm giác chỗ kia được vui vui. Vui là mình tu, còn không vui mình không muốn tu nữa. Nhờ tâm chúng ta bị nhiễm hỷ, Rời khối, trạng thái nhiễm hí này mới ra mới đạt đến diệu lạc bồ đề. Nhưng diệu lạc bồ đề kia cũng chưa phải là cảnh giới giác ngộ. Đó chỉ là sự gì? Hạnh phúc uh, vi tế, gọi là sự khinh an tính lệnh của nội tâm mà thôi. Phải từ bỏ nó, phải từ bỏ nó để an trú vào sống tự tính lãnh tự nhiên của tâm. Đấy chính là xã niệm thanh tịnh của tứ thiền. Và như vậy chúng ta vẫn phải vượt lên, vượt lên theo từng bước như vậy mà thôi. Con đường và cách đi của nó là như vậy, không có cách nào khác. Phật Pháp nói có ngã tức là là Phật Tánh. Thành ra Thế Tôn phương tiện dùng chữ ngã này chỉ cho gì? Chỉ Phật Tánh là tánh sôi, sôi chiếu thường hành của, của, của tự tâm chúng ta. Người đời lại nói Phật Pháp không ngã, đây gọi là nơi ngã tướng là vô ngã cho nên chúng ta lại nhầm lẫn chúng ta nói rằng ở trong Phật pháp mà không có ngã và ở nơi ngã tướng là vô ngã. Nếu như cho rằng trong Phật pháp mà không có người tu không có cái sự chứng đắc thì chúng ta đâu có còn muốn tu tập nữa. Chúng ta đem một cái chân lý siêu việt tới mức mà vô tu vô chứng thì chúng ta không còn lối đi nữa. Bởi vậy cho nên chúng ta đang an trú ở trong cái cái thế giới hữu tình này thì chúng ta vẫn phải bắt đầu từ hữu tình mà đi ra chúng ta đang ở trong cái thế giới duyên khởi sinh diệt thì lúc giờ chúng ta cũng từ cái thế giới duyên khởi sinh diệt này mà quán chiếu để giác ngộ chân lý chúng ta không thể dùng một cái bỏ hẳn cái chân lý này để chúng ta giác ngộ thì điều đó không bao giờ xảy ra được thưa quý vị nếu nói rằng Phật pháp quyết định vô ngã nên Đức Như Lai dạy hàng đệ tử tu tập pháp vô ngã lời trên đây là điên đảo đây là điều điên đảo thứ ba. Mà các vị nghe tịnh tướng là bất tịnh, bất tịnh tướng là tịnh, đây gọi là điên đảo, điên đảo này là điên đảo thứ tư. Đầu tiên chúng ta nhớ xem điên đáo thứ nhất là gì? Thứ nhất á khổ coi là vui, vui là khổ là sự nhầm lẫn. Chúng ta trường hợp này nhầm lẫn quá nhiều. Thứ hai là thường tưởng là vô thường, vô thường tưởng là thường. Thứ ba, ngã tưởng là vô ngã, vô ngã tưởng là ngã. Đó là điên đạo thứ ba. Điên đạo thứ tư, tịnh tưởng cho rằng bất tịnh, bất tịnh tưởng cho rằng đó là là tịnh. Đây là điên đạo thứ tư. Chúng ta quán chiếu chính bản thân của chúng ta có sạch không thưa quý vị? phân tích từng chút từng chút ba mươi sáu yếu tố cấu thành thân thở chúng ta ruột gan phèo phổi đờm giải máu huyết chúng ta đem từng loại ra phân tích không có lỗi nào mà sạch sẽ xét cho cùng lỗi nào cũng đầy dẫy tanh hôi cho nên các vị thiền sư nhìn thấy thân này nó chưa bắn như vậy dục không thở khởi chỉ khi nào chúng ta thấy thân này xinh đẹp là thân này nó thơm tho sạch sẽ, à, nó có cái gì đó, nó có cái tình ở trong đó. thì lúc bây giờ chúng ta mới chìm đắm, mới tham ở trong đó. còn chúng ta thường quán thấy rằng nó bất tịnh, nó mục rã nhanh chóng, nó vô thường như vậy, thì 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 yếu tố mà tham dục nó sẽ bị loại trừ. Kinh văn nói rằng tình chính là như lai thường trụ chỉ có cảnh giới như lai thường trụ siêu việt tất cả mọi ngôn ngữ nô năng cảnh giới đó mới chính là cảnh giới thanh tịnh thật sự chẳng phải là thân tạp thực chẳng phải là thân phiền não chẳng phải thân thịt chẳng phải là thân gân à, thân gân xương ràng thịt câu này chúng ta phân tích thấy rất rõ ràng thân của chúng ta là thân tạp thực Anh uống đủ thứ hay một chất thôi. Không thể sống nổi. Chẳng phải là thân phiền não. Thân như lai không có phiền não. Thân của chúng ta thì đầy dãy phiền não. Chẳng phải là thân thịt. Chẳng phải là thân gân xương ràng rịt, Hay nói cách khác. Thân của như lai kia. Chính là pháp thân trùm khắp pháp giới. Cho nên người ta người ta làm cho thân Phật chảy máu tội nó không có đọa xuống ở địa ngục mặc dù có cái tâm ác hại và cái tâm muốn giết Phật như đề bài đặt đa và Phật thì không thể giết được cho nên chỉ có làm cho ngài chảy máu một chút mà thôi ông ta bị đọa địa ngục nhưng địa ngục không có sâu bằng một người nào làm phá luân tịnh phá vỡ phá vỡ sự hòa hợp của tình, phá vỡ tình, phá vỡ pháp luân tình. Do yếu tố phá vỡ này chính là phá vỡ gì? Phá vỡ pháp thân của Phật. Làm cho tăng Phật chảy máu rồi nó cũng lành. Nhưng mà phá vỡ pháp thân của Phật tức là phá vỡ đích thị, đích thị gì? Chân lý mà Phật chứng đắc, phá vỡ những gì mà Phật muốn giữ gìn. Phá vỡ điều đó khiến cho chúng sanh lầm than khổ não bởi vậy cho nên người này chiêu cảm quả báo đỏ đầy sâu hơn là làm thân Phật chảy máu. Chúng ta xét yếu tố này, chúng ta thấy quá rõ ràng phải không? Thành ra ở đây, chúng ta đừng cho rằng chân thân của Phật chính là là thân mà của Thái tử Tất Đạt Đa à, tu hành chứng đắc thành Phật kia. Ở trong A Hàm, Bali cũng có đoạn nhắc tới. Một vị thân văn nhìn thấy Đức Thế Tôn 80 tuổi như là một vị tỳ kheo già một à, một ai phát tâm bồ tát một vị chư thiên một vị chư thiên thì luôn nhìn thấy đức thế tôn thân ba trưởng đầy đủ sắc tướng trưởng phu còn một vị bồ tát thì thấy thân phật trùm khắp pháp giới rõ ràng tùy theo tâm của chúng ta mà cảm nhận thần thái của phật như thế nào bất cứ một người nào học Phật Pháp sâu xa, luận bàn với những người học Phật Pháp sâu xa, chúng ta sẽ thấy tầm nhìn và tuệ giác bước chân của người ấy vươn tới nghìn trùng biên tế của cõi luân hồi. Vượt xa nó tới nghìn trùng biên tế. Còn nếu như không có đủ tuệ giác này mà nhìn, thì con người chúng ta ai mà chẳng lạ là xương là thịt nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta gần gũi với một bậc vĩ nhân. Họ cũng là người, nhưng chúng ta lại nhìn thấy họ có những sắc tướng trượng phu cao đẹp tột độ. Còn, còn chúng ta thì sao? Nhiều khi chúng ta khỏe đẹp hơn mà vẫn không có gì trượng phu hơn họ. Ngày xưa, thưa quý vị, chúng tôi cũng được cái duyên mây thỉnh thoảng có những xúc cảm mệt mỏi, nặng nó nặng ở trong cái quá trình hành pháp, nó mệt ở trong cái quá trình học pháp và tu tập. Và chúng tôi thường có một cái cái duyên có một cái duyên thù thắng mỗi lần như vậy thì thường hãy đi tìm những vị cao tăng hay gần gũi với những cái vị thạc đức. Đôi khi không cần tâm sự gì nhiều, đôi khi không cần cớ ra những gì nhiều chỉ cần ngồi với các ngài nghe các ngài luận bàn phật pháp nghe các ngài cớ lại hành trạng của các ngài đã trải qua ở trong quá trình tu tập hành pháp lợi sinh tự nhiên chúng ta thấy mình nhỏ bé mình thật là tầm thường làm sao mình có chút xíu việc mà mình sinh tâm mệt mỏi còn các ngài thì trải qua tới vô số công việc nhưng tâm của các ngài lúc nào cũng đầy từ bi, đầy sự tự tại. Còn chúng ta hỡi chút phiền não lại khởi lên. Tự nhiên mình thấy mình xấu hổ, mình thấy mình nhỏ bé quá. Vì vậy cho nên mình cũng phát tâm, mình cũng tự lén dịu mình xuống. Mình không có muốn hay là là trở nên một người tầm thường ở trong mắt của các ngài. Như vậy thì đây cũng là một thiện duyên mà chúng ta cần nên lưu tâm ở trong cuộc sống tu tập của chúng ta. Thành ra nói về thân cũng là thân Nhưng mà có thân trượng phu và có thân là, là tầm thường và Đó là do, do tâm thức, do sự tu niệm của chúng ta Còn nếu có người nói rằng Như Lai là vô thường Là thân tạp thực, là thân thịt, là thân xương ràng rịch Cũng cho rằng Pháp, Tinh, Giải thoát đều sẽ diệt tận đó gọi là những quan niệm điên đảo vì tịnh mà cho là bất tịnh. Tại sao? Tại sao chúng ta thấy Đức Thế Tôn đã niết bàn tại đường Ta La Sông Thọ, rõ ràng ngài đã đi vào trong vô dư niết bàn. Rồi pháp của Phật cũng bị mai một hủy diệt theo năm tháng, rồi tăng cũng sẽ bị hủy diệt trên quả địa cầu này và làm sao có sự giải thoát sinh ra trong khi tất cả tam bảo đều bị hủy diệt. Nghĩ như vậy là đúng hoàn toàn nhưng tại sao đây lại nói sai? Chúng ta nói như vậy là bởi vì chúng ta nhìn hiện tượng Pháp, hiện tượng tên và hiện tượng diệt độ của Phật tại rừng Ta La. Cách nghĩ như vậy là tâm chúng ta đang sống ở trong thế giới hiện tượng mà chưa đến chỗ siêu hiện tượng. Siêu hiện tượng ở đây là gì? Là thân Phật được cấu thành từ 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 đâu? À, từ năm uẩn túc vô lậu. Pháp của Phật là cái pháp tĩnh lặng bởi vì pháp đó chính là niết bàn mà niết bàn chính là tĩnh lặng. Tĩnh lặng là gì? Là siêu việt tất cả mọi thống khổ. Còn tăng kia là gì? Tăng là tịnh, đã tịnh thì làm sao còn có phiền não? Cho nên nó không còn ở trong thế giới hữu vi nữa thì làm sao nó bị vô thường, làm sao trong đó có khổ, làm sao có thể hủy diệt được? Tất cả dạng vật hữu vi, tất cả dạng vật ở trong thế giới hiện tượng đều sẽ bị hủy diệt nhưng chưa bao giờ nghe rằng có một cái gì đó ra ngoài cái thế giới hiện tượng mà bị hủy diệt nếu tâm chúng ta tư duy ở trên khía cạnh đó tâm chúng ta tư duy trong cái góc độ đó thì chúng ta thấy rằng cho rằng như lai là, là là vô thường như lai phật pháp tăng giải thoát cũng sẽ bị hủy diệt tư duy như vậy là tư duy điên đảo và chúng ta do vậy mà không có biết đâu là tình đâu là bất tình vì vậy cho nên đây chính là điên đảo thứ tư. Và vì vậy điên đảo thứ tư đã sinh ra thành ra người này mới gọi những cái quan điểm điên đảo vì tịnh mà cho là bất tịnh, bất tịnh tướng cho là tịnh. Đó chính là điên đảo cuối cùng. Nếu có người nói rằng trong thân của ta đây không có một pháp nào là bất tịnh cả bởi không có bất tịnh nên quyết định sẽ được vào chỗ thanh tịnh thuyết tu bất tịnh quán của như lai là, là thuyết hư vọng trên đây là quan điểm điên đảo đó gọi là điên đảo thứ tư đó là một cái ý nữa một cái ý cuối cùng của phần điên đảo thứ tư này chúng ta cho rằng bất tịnh hoặc là tịnh tất cả những cái cánh này là những cánh không khéo quan chiếu đều rơi vào chỗ sai lầm ở đây con người cho rằng thân mình có gì là dơ bắn mình tắm rửa sẽ sạch Tất cả mọi thứ đều, đều sạch sẽ Và do vậy mà Những cái, cái thuyết cho rằng như lai quán Như lai dạy cái pháp quán thân bất tịnh Là sai lầm Là hư huyễn Thì chúng ta lại mấy cái tội là phí bán pháp Và chúng ta hiểu sai về chân lý Của pháp bất tịnh Cho nên do vậy mà Chúng ta rơi vào tưởng điên đảo Tức là tư duy điên đảo suy nghĩ điên đảo mà một khi tư duy và suy nghĩ điên đảo thì làm sao chúng ta giải thoát được cuối cùng khi nghe đức thế tôn nói những lời như vậy ca diếp bồ tát như thế nào thưa quý vị ca diếp bồ tát lúc bây giờ mới bạch phật rằng thế tôn từ nay tôi mới đặng chánh kiến bạch thế tôn trước đây chúng tôi đều là người tà kiến cả cho nên chúng ta muốn diệt trừ tà kiến của mình, chúng ta phải chiêm nghiệm, quán chiếu sâu sắc phẩm tứ đảo này. Xem phần nào là điên đảo ở trong tâm của chúng ta và phần nào là không điên đảo. Chúng ta cố gắng phát triển phần không điên đảo đó lên và những gì điên đảo chúng ta hãy lập tức là học giáo pháp sôi chiếu tâm tư một cách sâu sắc để loại trừ nó đó là những gì mà chúng ta muốn trình bày ngày hôm nay. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rất cảm ơn các vị đã lắng nghe. Hôm nay chúng ta xin dừng ngang đây. Hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời